những ngày qua, công an các đơn vị địa phương đã và đang duy trì nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát địa bàn để giữ vững vùng xanh và thu hẹp vùng đỏ, hướng đến chuyển màu cho cả khu vực. Hơn một tháng nay, những chiến sĩ cảnh sát ở khu vực phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhận nhiệm vụ xuống cắm chốt tại địa bàn dân cư nơi mình quản lý, không về lại cơ quan. Với đặc điểm khu vực kiệt hẻm nhiều, người dân phần lớn làm nghề lao động phổ thông, nên việc tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở được công an khu vực tiến hành thường xuyên ở mọi khung giờ. Xác định nhiệm vụ phải như mưa dầm thấm lâu, nên từng cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm khi ra ca công tác. Công an phường thực hiện tuần tra trong 3 ca, sáng, chiều, tối để hỗ trợ cho người dân và nhắc nhở người dân trong cái công tác phòng chống dịch, để cho người dân không có tiếp xúc với nhau để lây chéo nhiễm trong cộng đồng. Rồi cũng hỗ trợ cho người dân trong công tác là mua thực phẩm, lương thực, thực phẩm để cho người dân đảm bảo cuộc sống. Giám sát, quản lý nghiêm việc chấp hành của người dân, ai ở đâu thì ở đó là một nhiệm vụ quan trọng được công an các địa phương quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ. Không chỉ ở những vùng đỏ, vùng vàng mà ngay cả ở những khu vực vùng xanh, cảnh sát khu vực cũng tăng cường phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng tích cực vào sâu từng kiệt hẻm để kịp thời phát hiện những trường hợp ra ngoài không cần thiết, giúp người dân ý thức được việc ở yên trong nhà. Hiện nay, công an phường có 2 tổ tuần tra đi liên tục trên địa bàn phường, đi tất cả kiệt hẻm và dùng loa và dùng micro để thông báo bà con những cái chính sách và những cái quy định của thành phố và hướng dẫn bà con những cần thiết. Song song với các chốt kiểm soát điểm thì việc tuần tra kiểm soát lưu động cũng được thực thi với tần suất dày đặc. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các tổ tuần tra 24/24 giờ khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện những vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch. Bảo vệ vững chắc vùng xanh, thu hẹp và làm chuyển hóa vùng đỏ, vùng vàng đang là mục tiêu mà công an các địa phương nỗ lực hướng đến.